Rồi mình xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua kênh của mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem rất là nhiều loại kẹo mứt Tết nè. Và mình cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ các cô chú, anh chị và các bạn đã xem clip ủng hộ cho mình rất là nhiều. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn cả nhà nha. Và hôm nay thì có một cái chị khán giả đã xem clip của mình và chị rất là thích cái món kẹo mứt dẻo đậu phộng. Cho nên chị đã đặt mình làm 5kg kẹo mứt để tặng cho bạn bè và người thân trong cái dịp Tết này. Và sẵn dịp này thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem luôn. Cả nhà thấy thích cách làm cái món kẹo mứt dẻo đậu phộng của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới nha. Và cách làm cái món kẹo mứt dẻo đậu phộng như thế nào thì xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Sáng hôm nay thì mình đi chợ mình có mua được một trái mứt Thái chín rất là to luôn nè. Trái mứt này mình cân là 19kg. Thì 1kg như vậy là 18.000. Thì không biết là ở chỗ cả nhà mình á, mứt bao nhiêu 1kg. Chứ quê mình á, giá mứt như vậy là cũng khá là cao ha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chẻ trái mứt này ra. Sau đó mình sẽ lột muối, rồi mình bỏ hột. Rồi bắt đầu mình sẽ làm mứt mứt nha. Lần đầu tiên mà mình mới mua được một cái trái mứt nó to như vậy, cho nên mẹ mình chẻ ra nó cũng hơi khó khăn. Hay cả nhà xem nè, trái mứt nhìn rất là ngon luôn. Muối mít thì mình cũng đã lấy ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ chẻ cái muối mít này ra để mình bỏ hộp nha. Cũng sắp đến Tết rồi, sẵn dịp hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món kẹo mít dẻo đậu phộng. Với cách làm cái món kẹo mít này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Cho nên cả nhà xem clip mình xong á, nếu ở nhà có mít thì hãy bỏ ra một chút xíu thời gian để mình làm cái món kẹo mít dẻo đậu phộng này để tặng cho người thân, bạn bè, nhâm nhi uống trà trong 3 ngày Tết nha. Mít thì mình cũng đã lấy hộp ra xong hết rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt mít nhỏ ra để chút nữa mình ướp cho đường nó dễ thấm hơn. Mít thì mình cũng đã cắt nhỏ ra thành sợi như vậy xong rồi nè. Và để tiện cho cả nhà dễ theo dõi hơn á, thì hôm nay mình chỉ sử dụng là 3kg mít. Thì mít sau khi mà mình lọc vỏ bỏ hộp xong rồi mình sẽ cân ra là 3kg nha cả nhà. Và để làm ra cái món kẹo mít dẻo đậu phộng được ngon hơn thì hôm nay mình có chuẩn bị là một trái khóm. Mình sẽ lựa chọn những trái khóm mà nó vừa chín tới á, thì cái vị chua của khóm nó nhiều thì cái món mứt mít của mình nó sẽ rất là ngon và không có bị ngán. Thì trái khóm này mình gọt vỏ xong rồi mình cân ra là 1,5 kg. Về phần đường thì mình có là 500g đường cát vàng. Mình sẽ lựa chọn cái đường cát vàng để cho cái món mứt mít của mình á, nó sẽ có lên màu đẹp hơn. Và mình có thêm là 400g đậu phộng và một muỗng cà phê muối. Và để cho cái món kẹo mít của mình nó được thơm hơn nữa thì mình cho thêm vào là 5 tép tắc và 50g mè. Và một thành phần không thể thiếu để làm ra cái món kẹo mít dẻo đậu phộng được ngon hơn đó là cơm dừa mềm. Hôm nay thì mình có chuẩn bị là 4 miếng cơm dừa. Cơm dừa này nó rất là mềm mại luôn. Thì chút nữa mình sẽ sắc sợ mình cho vào trong cái kẹo mít á, nó sẽ làm cho cái món kẹo của mình có cái độ giòn sừng sực và béo béo của cơm dừa nó sẽ rất là ngon. Mình rất là thích cái kẹo mít có cái vị chua chua, cho nên hôm nay mình tìm mua được trái khóm nó rất là to luôn nè. Trái khóm mà sau khi mà mình gọt xong rồi mình cân lại là còn 1,5 kg. Nếu mà cả nhà không có tìm mua được trái khóm mà nó to như vậy á, thì mình có thể sử dụng hai trái khóm cũng được. Mình cho nhiều khóm vào thì cái kẹo mít của mình có vị chua chua, ăn nó rất là ngon và không có bị ngán.
Khóm thì mình cũng đã cắt nhỏ ra như vậy xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho mít vào chung với khóm luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho đường vào mình ướp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem cái mẻ mứt mít dẻo đầu tiên. Mình sẽ sử dụng là 1,5 kg khóm và 3 kg mít nha cả nhà. Hôm nay cái mít của mình á rất là ngọt, cho nên mình chỉ sử dụng là 500g đường cát vàng thôi. Nếu mà cả nhà thích cái mít của mình nó ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên. Còn hôm nay thì mình chỉ sử dụng là 500g đường cát để cho cái món mứt mít của mình á nó có một cái độ ngọt vừa phải. Mình cho đường vào xong rồi thì mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối để cho cái món mứt mít dẻo của mình á có cái vị đậm đà hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn cho cái đường, khóm và mít á nó đều lại. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi mình phơi nắng khoảng tầm 1 ngày. Hoặc là nếu mà cả nhà làm ăn đêm á thì mình có thể để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh qua 1 đêm để cho cái đường nó rút vào trong cái mít và khóm và đường nó tan chảy thành nước, rồi mình mới đem cái hỗn hợp này mình đi sên nha cả nhà. Mít thì mình trộn lên nó cũng đã đều rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ đem cái thơm mít này mình ra ngoài trời nắng mình phơi khoảng tầm 1 ngày nha. Thơm mít sau khi mà mình phơi dưới trời nắng khoảng được 6 tiếng đồng hồ á thì bây giờ cái đường trong mít nó cũng đã tan chảy ra hết rồi nè. Mình ướp chung đường với mít với khóm á, mình ướp lâu như vậy thì cái khóm và mít nó rất là trong. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho mít này qua bên cái chảo để bắt đầu mình xên mít nha cả nhà. Sau khi mình cho mít vào trong chảo xong rồi thì mình sẽ bật cái lửa lớn để cho cái phần nước đường ở trong mít nó sôi lên. Mình xào đến khi nào mình thấy cái nước đường ở trong chảo nó bắt đầu nó kẹo lại á thì mình sẽ giảm cái lửa nhỏ xuống. Mình để lửa lớn quá thì cái mứt mít của mình nó sẽ dễ bị khét lắm nha cả nhà. Nãy giờ thì mình xào cái chảo mứt mít này khoảng được 1 tiếng đồng hồ rồi nè. Và cái phần nước đường nó cũng đã bắt đầu kẹo lại. Và mình sẽ dặn cái lửa nhỏ xuống nha. Bây giờ thì cái mít nó rất là thơm luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái nước cốt tắc vào trong cái chảo mứt mít nè, mình xào lên nha. Mình rất là thích cái mứt mít có cái vị chua chua cho nên mình cho thêm cái nước cốt tắc. Còn nếu mà cả nhà không có thích cái vị chua nhiều thì mình khỏi cho nước cốt tắc vào cũng được. Mình cho thêm nước cốt tắc vào á, nó sẽ rất là thơm và có một cái vị chua của tắc nó sẽ rất là ngon luôn á cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng 4 miếng cơm dừa mềm nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ ra để chút nữa cái mứt mít của mình nó gần tới thì mình sẽ cho cái cơm dừa này vào nha. Cái cơm dừa này nó rất là mềm mại luôn cả nhà. Mình cho thêm cái cơm dừa mềm vào thì cái mứt mít của mình nó sẽ rất là ngon luôn. Và sau thời gian 2 tiếng đồng hồ mình xên mứt á thì bây giờ cái mứt mít của mình nó cũng đã bắt đầu dẻo lại rồi nè. Ở giai đoạn này thì mình sẽ cho cái cơm dừa vào rồi tiếp tục mình sẽ xên với lửa thật là nhỏ luôn nha cả nhà. Thank you.
Ê, cả nhà xem nè, mứt mít ở cái giai đoạn này nó rất là dẻo luôn. Và nó lên màu nó cũng rất là đẹp nữa. Và để cho cái mứt mít của mình nó được dẻo và ngon hơn nữa thì mình sẽ cho thêm vào 2 muỗng canh bột nếp. Mình cho thêm bột nếp vào á, nó sẽ làm cho cái mứt mít của mình nó càng dẻo hơn. Và mình để lâu á, cái mứt mít nó sẽ không có bị tươm nước nữa cả nhà. Mứt mít thì bây giờ nó rất là dẻo luôn rồi nè. Và để kiểm tra cái mứt mít của mình đã được hay chưa thì mình sẽ lấy một cái miếng mứt mít rồi mình sẽ cho vào trong cái chén nước. Nếu mà mứt mít của mình nó không có tan vào trong cái chén nước á, là mứt mít của mình đã được rồi đó. Thì cả nhà xem là mứt mít của mình nó không có tan vào trong nước nha. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống, sau đó thì mình sẽ cho đậu phộng vào. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái miếng lá chuối và mình cũng có quét một cái lớp dầu ăn vào. Bây giờ thì mình sẽ rắc mè lên cái miếng lá chuối này. Rồi mình sẽ cho cái mứt mít lên nha. Tôi đập một cái nha. Mứt mít sau khi mà mình cho ra miếng lá chuối thì nó cũng còn rất là nóng. Cho nên mình sẽ dùng cái giá mình tán ra để cho cái mứt mít của mình nó đều hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho mè rang lên cái bề mặt của mứt mít nè. Mình cho thật là nhiều mè rang để cho cái mứt mít của mình nó được ngon và thơm hơn. Mứt mít dẻo đậu phộng thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái mứt mít này nó nguội lại, rồi chút nữa mình sẽ cắt ra cho cả nhà cùng xem nha. Mứt mít sau khi mà mình để ra ngoài khoảng được 3 tiếng đồng hồ thì nó cũng đã nguội lại rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt mứt mít ra. Và để cắt mứt mít nó dễ hơn thì mình sẽ dùng cái con dao mình có bọc cái màng bọc thực phẩm á, thì mình cắt cái mứt mít nó sẽ không có bị dính dao như cả nhà. Đây cả nhà xem nè, mứt mít sau khi mà mình để nó nguội lại thì bây giờ nó cực kỳ dẻo luôn. Và cái màu mứt mít nó cũng rất là đẹp nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt mứt mít ra nha.
Mứt mứt thì mình cũng đã cắt ra thành những cái viên nhỏ như vậy xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho những cái miếng mứt mứt này vào trong cái bịch. Rồi mình sẽ hàn kín lại để mình bảo quản cái mứt mứt đó được lâu hơn. Vì cái mứt mứt của mình nó rất là dẻo, cho nên mình sẽ để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh á, thì cái mứt mứt nó sẽ càng dẻo hơn. Và cái mứt mứt nó sẽ lạnh lạnh á, ăn nó sẽ rất là ngon và không có bị ngán nữa. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món mứt mứt dẻo đậu phộng. Cả nhà thấy thích thì hãy cùng làm chung với mình nha. Với cách làm này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Mứt mứt sau khi làm ra xong thì có một cái màu vàng rất là đẹp nè, rất là mềm dẻo và cực kỳ thơm. Độ ngọt thì không có ngọt quá, có một cái vị chua chua của khóm, béo béo và có một cái vị bùi bùi của đậu phộng và dừa hòa quyện vào rất là ngon. Cả nhà xem clip này thấy thích cách làm cái món mứt mứt dẻo đậu phộng của mình thì hãy nhanh chút xíu thời gian ra để mình làm cho gia đình và người thân uống trà trong cái dịp Tết này nha. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.